F16 vừa đánh dữ dội không các bác? Nói là dòng JBL này cả tép cả bát đều thể hiện quá xuất sắc luôn. Lần sau đừng lần này đi, theo mây vượt lên núi cao. Tuyệt đối bát 16 màng giấy tép titan, cả bát cả tép đều sắc lẹm luôn, giá 4,5 triệu tại gà, một đôi loa quá mới luôn.